Quên, nãy chưa có bấm ghi âm quay phim lại. Thì sẽ lặp lại câu hỏi nha. Thì cái câu hỏi này đó là hỏi là tại sao biết là kết hôn là khổ mà vẫn chọn kết hôn. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật nói là không thấy một cái hình ảnh nào, ta không thấy một hình ảnh nào mà nó hấp dẫn, nó nắm bắt cái tâm của người đàn ông hơn là hình ảnh người đàn bà. Ta không thấy một cái mùi hương, một cái âm thanh, một cái sự xúc chạm nào nó hấp dẫn người đàn ông hơn là mùi hương, là âm thanh, là sự xúc chạm của người đàn bà. Ta không thấy một cái suy nghĩ nào mà nó hấp dẫn người đàn ông hơn là suy nghĩ về người đàn bà. Cũng vậy đó, đối với người phụ nữ thì ta không thấy một hình ảnh nào nó hấp dẫn người đàn bà hơn là hình ảnh một người đàn ông. Ta không thấy một mùi hương, một âm thanh, một sự xúc chạm nào hấp dẫn người đàn bà hơn là mùi hương, là âm thanh, là sự xúc chạm của người đàn ông. Ta không thấy một suy nghĩ nào nó hấp dẫn, nó nắm bắt hoàn toàn tâm của người đàn bà hơn là sự suy nghĩ về người đàn ông. Cho nên cái sự hấp dẫn khác giới nó là đặc điểm chung của chúng sanh ở cõi dục. Và chính vì đó là đặc điểm nổi bật nhất của chúng sanh ở cõi dục á, cho nên nó cột trói, nó khiến cho chúng sanh cứ ở đó, nó không có đi nữa, không đi chỗ khác. Thành ra cái số người mà đi đến cái con đường giác ngộ, đi đến cái bến bờ giải thoát nó rất là hiếm, hiếm lắm quý vị, ít ghê lắm. Còn cái số người mà không đi đến được cái bờ giải thoát á, nó nhiều. Cái sự so sánh này á, nói ít và nhiều ở đây nó còn là một cái sự khập khiễng. Tại vì sao? Bởi vì á, cái số chúng sanh á, mà đưa đến cái sự giải thoát nhờ cái sự ly dục đó, là có giới hạn. Mỗi một lần một vị chánh đẳng chánh giác ra đời đó, thì số chúng sanh có thể ly dục tu tập đưa đến cái sự giải thoát nó là có giới hạn. Nhưng mà số chúng sanh á, mà không được như vậy, vẫn đam mê trong các dục à, thì đến với đạo thì biết đạo vậy thôi, chứ còn vẫn còn ham chơi. Rồi số rất nhiều thậm chí không biết đạo là gì đó, thì con số đó là vô số, không thể đong đếm được, không thể đo lường được. Cho nên á, cái người mà họ biết là yêu nó là khổ mà kết hôn nó còn khổ nữa, nhưng mà họ vẫn không thể nào thoát khỏi cái lưới bủa vây của phiền não. Cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Cái chuyện mà quý vị không bị ám ảnh bởi các cái dục á, không bị ám ảnh bởi vấn đề giới tính, không bị ràng buộc bởi hôn nhân, không bị ràng buộc bởi tình yêu đôi lứa đó, nó là chuyện phi thường. Còn cái chuyện mà quý vị bị ràng buộc, bị lôi kéo, bị chết dính ở trong đó là cái chuyện hết sức bình thường, tại vì chúng sanh hầu hết nó là như vậy đó. Thành ra không có cái gì mà mình phải băn khoăn hết, tại vì vốn dĩ chúng sanh là bị hấp dẫn bởi dục. Chỉ có một số rất ít những chúng sanh thoát được, tìm cách thoát được. Tại sao thoát được? Do hiểu các dục là khổ, do hiểu sự chìm đắm, sự đam mê cho các dục là không thể tránh khỏi sự khổ. Khổ là khổ do đâu? Thứ nhất, khổ do tìm cầu, khổ do mình phải tìm kiếm. Ủa, tình yêu đâu tự nhiên tới? Đủ gì có những người họ khổ bởi vì họ không tìm được một người vừa ý đó. Thứ nhất là khổ do họ phải tìm cầu, thứ hai đó là họ khổ do họ phải gìn giữ. Cưới nhau về đi đó, cưới phải cái người á, mà mình ghen suốt ngày suốt đêm á, là cũng khổ. Mà cưới phải cái đứa mà nó xấu quá, nó tệ quá, mình không cần phải ghen á, nó cũng khổ đó, phải gìn giữ. Mà có suy nhớ như thế này, mình
hấp dẫn nhau bằng cái gì thì mình phải gìn giữ nhau bằng cái đó. Ví dụ như một người nam và một người nữ hấp dẫn nhau mà để có được nhau á, bằng đồng tiền, thì họ phải níu kéo, phải giữ nhau bằng đồng tiền. Một người mà họ hấp dẫn nhau bằng cái sắc đẹp á, để mà họ đến được với nhau, thì họ phải gìn giữ nhau, có được nhau, bảo vệ được nhau bằng cái sắc đẹp. Còn một khi cái sắc đẹp nó không còn nữa đó, thì tự nhiên là cái tình cảm nó cũng không còn nữa, nó bị lung lay. Hoặc là hấp dẫn nhau bằng đồng tiền á, thì khi mà đồng tiền nó không còn nữa đó, thì cái tình cảm nó cũng đưa đến cái nguy cơ bị hủy hoại. Đó. Chỉ có những con người á, họ hấp dẫn nhau bằng đức hạnh á, thì họ mới cần phải gìn giữ nhau bằng đức hạnh. Thì đó là một cách an toàn. Đó là một cách an toàn. Bởi vì á, ngay cả như Bồ Tát thì cũng có ngài Bà Yajudala đó, rồi chư Bồ Tát chánh đẳng chánh giác luôn luôn có một người phụ nữ hầu cận để giúp ngài hoàn tất ba la mật. Nhưng mà đó, hai người đó hấp dẫn nhau không phải bằng quyền lực, không phải bằng tiền bạc, không phải bằng sắc đẹp. Mặc dù á, những con người đó trong cái con đường tu tập, họ luôn luôn tột đỉnh về sắc đẹp, tột đỉnh về quyền lực, tột đỉnh về tiền bạc, nhưng họ không hấp dẫn nhau bằng cái đó, mà họ hấp dẫn nhau bằng giới hạnh. Cho nên cái kiếp nào mà Bồ Tát là vua thì bà làm hoàng hậu, kiếp nào Bồ Tát xuất gia thì bà cũng xuất gia, kiếp nào Bồ Tát chứng sơ thiền bà cũng chứng sơ thiền, kiếp nào Bồ Tát chứng phi tưởng phi vi tưởng bà cũng chứng phi tưởng phi vi tưởng, kiếp nào Bồ Tát lên làm Phạm Thiên bà cũng lên làm Phạm Thiên, kiếp nào Bồ Tát đi xuống địa ngục thì hình như bà cũng đi xuống theo. Cái nghiệp của cái người phụ nữ mà hỗ trợ một vị Bồ Tát á, nó gần như tương đương với vị đó, gần như tương đương với vị đó. Nhưng mà cái lý tưởng để vị Bồ Tát hành các ba la mật là để bổ túc ba la mật, thành một vị chánh đẳng chánh giác. Còn cái lý tưởng của người phụ nữ mà hầu cận Bồ Tát á, là chỉ vì Bồ Tát thôi. Chính vì cái lý tưởng khác nhau cho nên cái quả đắc cũng khác nhau. Bà Yajudala đó, kể từ khi được Đức Phật Nhiên Tâm Thọ Ký đó, bà tu và vẫn vun bồi ba la mật trong suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, có nghĩa là thời gian tương đương với Bồ Tát của mình. Nhưng mà Bồ Tát, do lý tưởng của Bồ Tát là vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên ngài thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Còn lý tưởng của bà Yajudala đó là vì Bồ Tát cho nên bà mới vun bồi ba la mật, cho nên bà chỉ trở thành một vị thánh ni A-la-hán thôi. Quay trở lại vấn đề, cái khổ ở đây đó là khổ của cái chúng sanh là phải gìn giữ nhau. Chúng ta thu hút được nhau bằng cái gì thì chúng ta phải gìn giữ nhau bằng cái đó. Thu hút nhau bằng tiền bạc thì phải gìn giữ bằng tiền bạc. Mà xin thưa quý vị, tiền bạc có bao giờ mà nó có hoài đâu, rồi cũng sẽ có lúc nó suy sụp. Hấp dẫn nhau á, bằng cái sắc đẹp á, thì cũng phải gìn giữ nhau bằng sắc đẹp, rồi tới lúc cái nhan sắc tàn phai, nó đẻ một lứa hai lứa, nó bắt đầu nó xề ra. Rồi đàn ông thì bắt đầu nhậu nhẹt, rồi giao tế, rồi không còn cái phong độ đàn ông nữa, thì họ sẽ bị hấp dẫn bởi những con người khác ngoài vợ, ngoài chồng của mình. Chỉ có đó, hấp dẫn nhau bằng cái giới hạnh đó, thì nó mới xem như là tương đối an toàn. Nhưng mà nó chỉ dành cho những bậc vĩ nhân thôi. Xin thưa quý vị, hỏi coi thực tế ở ngoài thế gian nó bao nhiêu người nam nữ hấp dẫn nhau bằng giới hạnh, chứ không phải hấp dẫn nhau bằng những cái lạc thú giác quan. Hiếm lắm, hiếm lắm. Làm sao mà được như là ngài Maha Kassapa, là ngài Đại Ca Diếp á. Cái kiếp nào mà ngài lên làm Phạm Thiên á,
thì cái người phụ nữ mà hầu cận ngài á, vẫn lên làm phạm thiên, rồi cái kiếp nào mà ngài xuống làm con người loài người thì bà cũng xuống làm loài người. Rồi do cái nhân duyên quá nhiều đời gần gũi với nhau như vậy đó, cho nên á, là hai người cũng đến với nhau, vẫn kết hôn với nhau. Nhưng mà hai vị đó quy định với nhau là chúng ta đến với nhau là vì nghĩa vụ thôi, chứ không phải là vì thỏa mãn cái vấn đề giới tính. Cho nên á, đêm động phòng hoa chúc, hai người nằm gần nhau mà không có một cái suy tư gì về tính dục đó. Và sau đó thì hai vị xuất gia, bởi vì thấy là cái cuộc sống tại gia nó không có phù hợp. Cái gì nhắm cũng gì làm được cái chuyện đó hay không, mà mình không phải cái hạng vĩ đại như Bồ Tát, không phải hạng vĩ đại như bà Yayudhala, thì làm ơn làm phước, biết khổ thì tránh khổ. À, còn như sư nói đó, đa phần chúng ta là bị hấp dẫn nhau do cái vấn đề giới tính, về vấn đề tính dục, chứ không phải hấp dẫn nhau về vấn đề giới hạnh. Cho nên thôi đừng ảo tưởng nữa,